Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga thử nghiệm thành công quá trình phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng Sarmat, đồng thời nhấn mạnh sẽ nỗ lực đưa những tên lửa này vào sản xuất. Tuyên bố của ông Putin là thông báo đầu tiên về cuộc thử nghiệm thành công Burevestnik. Tên lửa này được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, đồng thời có khả năng bay cao trong thời gian dài hơn nhiều so với các tên lửa khác và bay với khoảng cách xa như lực đẩy hạt nhân. Năm 2018, ông Putin lần đầu tiên đề cập đến việc Nga đang nghiên cứu loại vũ khí này, tuyên bố tên lửa sẽ có tầm bắn không giới hạn, cho phép bay vòng quanh trái đất mà không bị hệ thống phòng thủ tên lửa phát hiện. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Nga có thể tiến tới nối lại các vụ thử hạt nhân nhằm ngăn cản phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, mặc dù một số chuyên gia đã nói về sự cần thiết phải tiến hành các vụ thử hạt nhân, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quan điểm về vấn đề này. Học thuyết phòng thủ của Nga nhấn mạnh nước này sẽ có phản ứng hạt nhân trước một cuộc tấn công nguyên tử hoặc thậm chí là một cuộc tấn công bằng vũ khí tầm thường đe dọa đến sự tồn vong của nước Nga. Sergei Karaganov, chuyên gia đối ngoại hàng đầu của Nga, cố vấn Hội đồng An ninh Nga, lập luận Moscow nên tăng cường các mối đe dọa hạt nhân để phá vỡ ý chí của phương Tây hoặc thậm chí tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế vào các đồng minh NATO ở châu Âu nếu phương Tây không ngừng hỗ trợ Ukraine.